các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ngữ pháp động từ đi với IOOIO Đây là chia động từ ở thì hiện tại thường Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở tại bài số 3 Giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A Đầu tiên chúng ta tìm hiểu động từ đi với IOOIO Đầu tiên IOOIO là cái gì? Đầu tiên đây là chúng ta chia đôi câu Và IOIO không mang nghĩa, chỉ mang tính chất biểu hiện đó là ở thì hiện tại thường giao tiếp hội thoại thông thường thân mật ayo, ayo gắn sau thân động từ tức là sau khi chúng ta bỏ chữ tà khỏi động từ gắn sau thân động từ dùng khi đặt câu hỏi hoặc giải thích về sự thật ở hiện tại trong trường hợp xã giao thân mật ở đây chúng ta chú ý các trường hợp thay đổi như sau đối với trường hợp động tính từ có ha tà thì chúng ta bỏ chữ tà đi thì nó sẽ sẽ có ha và ha kết hợp với io eo sẽ thành heo ví dụ kombu ha tà thành kombu heo trường hợp thứ hai khi chúng ta bỏ chữ tà khi động tính từ chúng ta bỏ chữ tà mà kết thúc của nó là không cần kết thúc mà chỉ cần có chữ a thôi là chúng ta sẽ cộng với IO và nếu mà có chữ A mà không có bắt chim thì hai chữ a sẽ được ghép lại chỉ thành một chữ A thôi ví dụ như trường hợp mana tà bỏ chữ tà đi là Manna Manna cộng với IO sẽ thành mannao đối với trường hợp là O có nguyên âm O mà không có bắt chim thì O với a sẽ được gộp lại với nhau thành âm oa và chúng ta ví dụ trường hợp này bô tà chúng ta bỏ tà cộng với io sẽ thành po io và khi đọc nhanh và khi trong văn nói chúng ta sẽ đọc là bio ngoài ra nếu động tính từ có kết thúc là gốc động tính từ có kết thúc là a hoặc o mà có bát chim thì chúng ta vẫn cộng với io và không được ghép lại ví dụ như là chỗ io chốt là có o nhưng cộng với io vì có chữ hờ bên dưới cho nên là chúng ta không thể ghép lại được cho nên vẫn là cho io và ngoài ra ngoài hai trường hợp ha tà và ao ra thì còn các động tính từ còn lại chúng ta cộng với io ví dụ x ta bỏ chữ ta đi cộng với eo sẽ là ilcoeo Peu ta là học x ta là đọc peu ta là học cộng với eo thì bỏ chữ ta đi chúng ta có peu cộng với eo và như các bạn biết là u với ơ sẽ được ghép lại với nhau thành u -a. thì chúng ta có là peoeo đấy là phần giải thích trong phần à, đuôi câu hội thoại thông thường thân mật ayo oyo và ngoài ra chúng ta có thể xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm ngữ pháp này yuchinen chigum chinkurun manayo đây các bạn manayo đây ạ manayo là gặp nhau Yujin là bạn Yujin, là đóng vai trò chủ ngữ Yu-chi-nun-chi-gum là bây giờ chinku là bạn bè yuchinen bây giờ yu gặp bạn bè Chín cu đây là tân ngữ công bù heo công bù hata thành công bù heo và trong câu hỏi chúng ta lên giọng công bù heo nè công bù heo chúng ta trong câu trả lời chúng ta chỉ việc xuống giọng steven sinan steven là bạn Steven C đây là lịch sử đúng không ạ? Steven C nên Hàn Quốc là học chúng ta đã vừa lấy ví dụ trên này. Hàn Quốc là tiếng Hàn, Hàn Quốc thì học tiếng Hàn Quốc. Ai học ạ? À? Steven N, Steven C nên. Na nan na nan Hoa là phim, Dương Hoa là tân ngữ, file là xem theo tiếng Việt chúng ta phải dịch là Tana xem phim trong tiếng Hàn tân ngữ bố trí ở trước động từ <laughs> chú leng chú le chú liêng ngôn, il chữ cờ được đọc lên chữ ơ cho nên là đọc là il bởi vì chữ y với chữ l ở dưới chúng ta sẽ đọc là il il coyo chè il đọc sách Đọc sách. động từ đi với ioyo có thể sử dụng khi nói về sự việc đã được định trước trong tương lai gần cho nên những ít tương lai gần sắp xảy ra hoặc là mang tính chất chắc chắn xảy ra chúng ta cũng có thể sử dụng đôi câu này luôn chứ không cần phải sử dụng nó ở thì tương lai gì cả 오늘 뭐 해요? Hôm nay bạn làm gì? 아르바이트 해요. Hôm nay tôi đi làm thêm. 저는 내일 đều Tôi ngày mai đi làm việc, ngày mai đi làm. Tiếp theo, ai dùng khi nói về thói quen hoặc sự thật hiển nhiên. Steven, hắc sự thật đó là Steven là học sinh. Hàn Quốc ở không vui đâu. Tôi học tiếng Hàn. Cho nên mấy ngày xin muốn đến Ilgoyo. Cho nên tôi mail ngày là hằng ngày. Xin muốn báo Ilgoyo là đọc. Là tôi đọc báo hằng ngày. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucuasosimida. Bye bye.